Đây là một chiếc đồng hồ kèm loa nghe nhạc các bạn ạ. Cũng cắm thẻ nhớ để nghe nhạc của một cái bạn bạn ở trên khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Bạn ấy gửi xuống cho mình bảo mình sửa cho với cái lỗi là nhanh hết pin là một. Và chúng ta để ý này, cái số 8 led 7 đoạn số 8 của cái phần hiển thị nhiệt độ nó cũng bị mất led, nó cũng như là cái biểu tượng 80% của độ ẩm này nó cũng bị mất led. Tức là nó lâu lắm quá nó bị đứt. Đây là cái đồ thấy bạn ấy bảo là đồ kỷ niệm. Thấy cái anh này anh bảo là đồ kỷ niệm. Tức là anh ấy làm trong một cái công ty của Hàn Quốc. Cái công ty này chuyên sản xuất bo mạch mạch in, một chi tiết mạch in thôi. Tức là bo mạch in cho chưa phải là sạch thành phẩm cho hãng Samsung, chắc là cho bo mạch điện thoại hay sao. Công ty của Hàn Quốc mà. Công ty trên Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Và anh ấy được người Hàn Quốc gửi tặng. Anh này thì làm trong một cái phòng sạch, phòng vào anh gọi là phòng sạch, chắc là anh là kỹ thuật trong cái công ty đấy. Thì mình nhìn qua thì nó là của người Hàn Quốc mua tặng, nhưng mà nhìn gì thì vẫn là sản xuất tại China các bạn ạ. Nhưng mà có cái này chắc là China sản xuất nhưng mà được xuất khẩu sang bên Hàn Quốc nên toàn dành cho thị trường người Hàn Quốc nên toàn chữ Hàn Quốc thôi. Chúng ta thấy nhá, nó là một cái đồng hồ này. Chúng ta để ý nó sẽ là một cái đồng hồ nhá. Hiện tại bây giờ là 7 giờ 57 này. Và cái 75% là bị mất mất cái gạch gà ngang này, cả cái giờ ở trên nữa. Nên bây giờ đấy mình sẽ tháo ra để mình thay pin là một và mình sẽ xử lý cái led này. Cái led này thấy bạn ấy vì bạn ấy làm trong công ty điện tử nên bạn ấy cũng tháo ra. Thấy anh này cũng tháo ra bảo là nó là những cái con led nối vào bên trong và nó bị đứt. Thì mình đang tận dụng những cái con led chiếu sáng của những cái điện thoại này. Đây các bạn này. Đó, con led đây này, mình đang dùng đồng hồ mình đưa vào này. Đó, mình sẽ thử lấy những cái con led của những cái đồng hồ à những cái chiếu sáng cái màn à cái bàn phím của những cái điện thoại ngày xưa này. Mình có rất nhiều những cái sát điện thoại nên mình thử thay thay cái này đòi hỏi sự khéo tay, cái led của nó rất là bé. Cái led nó bé cực kỳ luôn nhá. Chúng ta để ý đấy để nó hiển thị được cái độ ẩm này, đấy nó led rất nhỏ. Bây giờ mình sẽ thử tháo ra sửa được cho xem sửa được cho cái anh này không nhá. Một cái đồ kỷ niệm mua bên Hàn Quốc các bạn ạ. Một cái anh em nhà này chắc chẳng nghe nhạc đâu mà anh cứ suốt ngày anh chỉ để ở bàn làm việc của anh ấy để xem giờ thôi. Nhưng nó lâu năm quá thì nó có cái chế độ chỉnh sáng này. Đây chỉnh tối dần này các bạn này, đấy tối hơn này. Sáng nhất này. Khi để chế độ sáng nhất như này thì pin nó khỏe thì có khả năng là led nó siêu liên tục này nó sẽ cháy led nhé. Đây là hiện tượng cháy led nhé. Những cái này may mắn là những cái led của cái giờ đồng giờ thì lại ok nhưng mà led ở cái nhiệt độ và độ ẩm thì lại bị hỏng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tìm cách mình tháo nó ra đã nhá. Hai loa này và một cái màng màng đập trống, tức là nó kín hết để loa nó đập ra là trống hút ở đây mà. Và đây chính là cái mình quan tâm này và tìm xem pin đâu nữa. Đó, đã tháo ra nhá. Ôi rồi cái selfie này thì thay đơn giản. Cái lõi này bên trong này có thể lắp được hai cell không? Pin thì đơn giản rồi các bạn nhá. Còn chúng ta sẽ quan tâm để xử lý được cái đèn này mới là cả một vấn đề. Mình tháo nó ra tiếp đã nhá. Đó, chúng ta sẽ thấy này, để hiển thị được cái số 8 này nhá là rất nhiều led này. 7 đoạn đấy. Một đoạn, hai đoạn, ba đoạn, bốn đoạn, năm đoạn, sáu đoạn, gọi là led 7 đoạn như vậy. Nhưng mà mỗi mặt giải này nó sử dụng hai con led cho nó to ra mà. Và chúng ta đang quan tâm đến con led này. Con led này thì cái vạch này đang bị đứt nhá. Thì cái vạch dưới này thì không đứt này, thì mình đo thử cho mọi người cái vạch dưới này. Là led nó sáng này, chúng ta thấy nó sáng trắng nhá. Nhưng cái led bên này thì đã đứt rồi. Cái gạch này này. Đó, nó đã đứt rồi nhá. Bây giờ là cái thao tác chúng ta cần phải thay được cái led đấy. Thì mình thấy có mấy con led này của mình khả năng là thay được. Nên thay này, cái này rồi thì mình thử dùng khò. Khò sợ lại chết cái khác. Rồi mình sẽ dùng mỏ hàn lên. Khéo tay, cái này đòi hỏi khéo tay này. Nhớ thời ngày xưa sửa điện thoại. Mình phải thay cái đầu mỏ hàn này. Nhọn mình thay thử xem có được không nhá. Cho mọi người kết quả nhá. Lỗi là như vậy đấy, là do những cái con led này đã cháy. Chúng ta sẽ thấy ấy, để hiển thị được cái số 8 ấy, là nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 con led. Bấy lại gọi là 7 đoạn đấy các bạn nhé.
kể cả những cái nét bây giờ chúng ta chỉ nhìn thấy bên ngoài như này thôi ấy, là nó cũng đúc liền bên trong. Trong qua cái mạch này thì nhà sản xuất họ làm trên cái mê này để chúng ta sẽ nhìn được bên trong nhé. Nó có một con IC TM1629 chuyên quét led, quét các ma trận led này này. Qua kiểm tra thì có 1, 2 như con đánh dấu này, 3, 4, 5 con chết cơ các bạn ạ. 5 con chết liền cơ. Và cái con led này ở những cái bàn phím của điện thoại của mình nó to hơn, nên có khả năng ấy là mình sẽ lấy những cái led ở những cái vị trí này này, vị trí TF, AU, FM, Bluetooth này, mình sẽ lấy những cái vị đơn led đơn này mình lắp sang đấy để cho nó sáng đồng đều. Còn nếu như con led mình lấy bàn phím của điện thoại có thể mình sẽ lắp vào đây, đôi khi phải đổi thế để cho nó sáng bằng nhau, chứ không thì có con lại sáng thay vào đây nó không đồng bộ, nó lại led sáng nhiều sáng ít thì nhìn rất là xấu, đòi hỏi khéo tay và chỉnh chọn chỉnh một chút đã xem có ok không nhá. Mình dùng khò các bạn ạ, khò làm sao khéo tay chỉnh nhiệt độ nóng chảy làm sao gió thật ok để khi khò khò không trực tiếp vào con này, khò xung quanh và mình thấy đá là thiết nó chảy thì bắt đầu mình gắp nó ra. Mình đã gắp con này để đưa vào led 7 đoạn. Còn hiện tại là đây 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 là mình lấy từ trên cái bò phím này các bạn ạ. Thì đây chúng ta sẽ thấy này, con này vừa chết nhá, cái led 7 đoạn ở đoạn dưới của phần trăm ấy chết này, mình đã thay sáng này, và hai con này cũng chết này, trên này nó chết nhiều hơn đấy, mình đã thay nhá, nó đã sáng hết rồi. Tất nhiên là những con này thì mình cũng đã thay con led khác thì nó cũng sáng ok. Con led này nó mình tháo từ trên cái điện thoại này, hình như điện thoại của Viettel ngày xưa ấy. Nó đã sáng ok tất cả, bây giờ là chỉ thay pin nữa là lắp vào được thôi các bạn nhé. Đó, sáng hết ok nhá. Cái này đòi hỏi sự khéo tay và do nó bé quá không dùng mỏ hàn được các bạn ạ, nên phải dùng khò. Và khò là sao chúng ta phải căn chỉnh gió ra này và nhiệt độ, làm sao khi khò ấy, là mình không khò trực tiếp, như ví dụ mình khò mấy con này là mình lại dùng một cái này mình chắn những con khác đấy các bạn nhé, để gió nó không vào nóng vào con khác, sau đó mình khò xung quanh chứ khò trực tiếp vào nó. Tất nhiên con hỏng thì mình cứ khò trực tiếp, còn có khi mình hàn ấy là mình khò cho nó cảm giác như đá cho nó thiếc nó chảy rồi bắt đầu mình đặt vào cái thế là được luôn. Tất nhiên là phải có cả mỡ hàn. Mình đã thay pin khác và lắp hoàn thiện này, nó lên được như là cái 31, cái vạch ở trên mình cảm giác là hơi mờ hơn một chút nhưng mà gọi là nhìn được luôn đấy, 70% cái dấu gạch ở dưới này, cái số 0 đợt, cái vạch này bị mất này, cái vạch này cũng mất, nó bị mờ hơn một chút. Mình có nhìn qua thì là do cái led nó sáng yếu nhá, là do những cái led mình tận dụng ở cái vị độ C hoặc phần trăm này này là nó cũng chạy nhiều rồi, nó cũng 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 giảm các bạn ạ. Nhưng thôi chả muốn động cái nữa, chấp nhận đây thôi. Bao giờ đứt cháy thì chúng ta sẽ kiếm cái khác. Còn những con led mà mình để lấy ở cái chữ FM hoặc cái thứ ở đây thì nó rất là ok, nó sáng hơn rất là nhiều, đúng dính hai con led chắc là ở cái phần trăm này, bởi vì em mình nhớ là lấy cái phần trăm này chuyển sang đây luôn mà, và cái độ C cũng chuyển sang đây luôn mà các bạn nhé. Cái độ F chuyển sang là ok, độ F ở dưới, độ C ở trên, độ C mình chuyển sang đây, độ F chuyển sang đây nên cái độ F thì ít sử dụng nên nó sẽ rất sáng, còn cái độ C chắc là chạy suốt nên nó mờ rồi, cũng như là cái phần trăm nhiều nó cũng mờ mất rồi. Đó, lần sau rút kinh nghiệm là sẽ lấy những con led ở vị trí như cái 24 giờ liên tục, những cái vị trí AM các thứ ấy, thì dùng ít thì khả năng nó sẽ ok hơn mọi người nhé. Thôi kệ nó thôi. Như vậy là một chiếc đài USB ở Việt Nam thì nó không tích hợp đồng hồ, còn con này thì của Hàn Quốc nên nó sẽ có kích hợp phần audio và đầu clock đồng hồ, nó liền trên một khối các bạn nhé. Mình cũng chả biết giá nó là bao nhiêu, chưa thấy trên Việt Nam bán cái loại như này. Còn mình kết thúc video này ở đây nhá. Chào mọi người.